Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Mình đã quay lại và ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta tạo một cái hình manif cắt ghép kiểu của shape. Yeah, like chơi. Thì đại khái là mình sẽ làm cái manip dạng như thế này. Này không phải là trêu đùa đâu nhá, nhưng mà mình phải công nhận một điều là cái poster này đẹp thật. Đẹp từ trước tới giờ mà mình từng coi những cái MV, những cái poster MV của ca sĩ ở Việt Nam. Thì cụ thể đây, chúng ta đây là một cái bài học khá là hay dành cho những bạn newbie ha. Chúng ta có thêm những cái brush này, các bạn có thể thấy nền phía sau, cắt người, rồi brush, rồi chữ, các kiểu ta sử dụng rất nhiều bước trong này. Và hứa hẹn đây là một cái tút rất là dài, cho nên là mong các bạn ở lại với mình ha. Đừng quên like, subscribe và comment ngay phía dưới. Những cái ý tưởng của bạn hay là những cái yêu cầu các bạn muốn mình làm gì cho tour tiếp theo, hoặc là đặt câu hỏi gì đó, mình sẽ cố gắng trả lời ha. Ok, quay lại thì đây chúng ta có những cái công việc chúng ta cần phải làm này: background, cắt người, những cái brush, chữ, một số cái hiệu ứng màu, vậy thôi. Rồi thì đây mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn luôn rồi. Các bạn tải ngay cái link download ở ngay phía dưới phần description, ngay phía dưới á, phần dưới ha. Thì nó có cái link app share đó, các bạn thể tải về và chúng ta có thể thêm vào Photoshop. Mình sẽ hướng dẫn thêm luôn từ đầu tới cuối, mình không bỏ qua bước nào hết. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái stock ở đây, các bạn thể coi là mình sẽ lấy cái stock này ha. Các bạn có thể tự chụp cũng được hình chân dung đó, mình chụp chân dung này. Ở đây là hình của bạn nào mình cũng quên mất tên rồi, bạn nào biết thì có thể comment ngay phía dưới. Mình sẽ cho nó hiện cái nguồn lên ngay đây ha, các bạn sẽ vô lòng cho mình biết nguồn, tại vì mình sưu tầm cũng từ nhiều nguồn đó, thành ra mình không có ghi lại ha. Ok, cho mình biết và mình sẽ ghi tên tác giả ngay phía dưới description cũng như là trên video này. Rồi thì đây mình mở cái hình này ra, thì đây chúng ta có thể coi sơ qua một chút về cái này, chụp bằng 5D Mark II và một số cái profile này. Ok, vậy thôi, được rồi, mình sẽ xử lý lại một chút xíu. Ở đây chúng ta sẽ căn chỉnh lại cho nó vừa phải. Mình sẽ đảm bảo một điều là ở những cái texture, những cái chi tiết á, những cái chi tiết detail này nọ ở trong cái vùng tối, vùng sáng nó hiện lên hết ha, cho nên là contrast lên một chút xíu, highlight giảm, shadow tăng. Mình chẳng cần biết bao nhiêu đâu, đại khái là hình các bạn như thế nào thì các bạn chỉnh lại cho nó phù hợp thôi. Rồi vibrant mình cứ tăng lên cho nó phù hợp, rồi vậy thôi. Đơn cử là máy này chụp cũng xịn cho nên là hình cũng rất là ngon rồi, chúng ta chỉ việc lấy và cắt ra thôi. Ở đây mình sẽ tắt cái hình người này ra ha. Tách bằng cái cách đơn giản thôi, mình đang sử dụng một cái quick selection tool và mình sẽ bôi vào cái phần người. Các bạn hỏi mình tách như thế nào thì mình có rất là nhiều cái tutorial trên YouTube hướng dẫn các bạn cách tách nền. Search một phát ra liền, đừng nói với mình các bạn không biết search nhé. Không, là trong thời đại này mà không biết search thì nó cũng mệt lắm ạ. Đây mình đang sử dụng cái quick selection tool ha. Mình vừa bấm chữ W cho nó nhanh. Đây là cái quick selection tool đấy chứ, ở trên ha, quick selection tool. Thì các bạn chỉ việc rê và những cái vùng của người thôi. Tất nhiên là nếu các bạn chụp ở nhà thì nhờ thằng bạn hay là con bạn ở đấy, hay là nhờ thằng em, thằng chị chứ. Ơi, con chị chứ. Ra có mấy người gọi là chị đó đúng không? Toàn là con chị không, bồ láo vậy. Thì đây mình sẽ chụp ở trên một cái nền sao cho nó dễ tách ra một chút. Ví dụ như là các bạn chụp trên nền đen á, thì chúng ta sẽ sử dụng là chụp áo trắng chẳng hạn, thế thì chúng ta dễ tách ra. Thì đây sau khi chọn xong rồi, chúng ta sẽ chọn vào cái Refine Edge. Nếu như các bạn sử dụng Photoshop CC 2015.5 hay CC 2017 thì nó sẽ đổi tên thành Mark and Selection gì đó lại khá, nhưng mà cái chức năng thì nó cũng y chang như nhau thôi. Cho nên là đừng lo lắng, đừng gọi là bối rối lại hỏi mình: ủa anh ơi, cái selection gì, cái Refine X này nó nằm ở đâu, em xài phiên bản mới có eo đâu mà anh cứ kêu có thì oan uổng như mình nha. Này có hết rồi, các bạn sẽ đưa nó vào trong. Ơi, phần phía trong này có vẻ hơi khó nha, thôi kệ, chán nó. Ok, nào bấm lên luôn. Sau khi chọn xong rồi thì chúng ta tách nền ra được rồi nè. Phần phía dưới này thì mình sẽ bôi nhẹ thôi bằng cái brush màu đen ha. Brush màu đen, chọn brush bình thường. Ở đây mình sẽ thu nhỏ nó lại, mình bấm phím ngoặc vuông á, chúng ta thu nhỏ lại, tăng giảm nó khá là nhanh. Rồi thế thôi. Phía trên này có lẽ là cũng không cần phải quan tâm nhiều lắm, cái nó tại là đằng nào mình cũng xài cái nền nó sáng mà. Rồi ok, thì mình sẽ tạo một cái hình mới. Hình này thì mình sẽ để là 2048 x 1080 được không ta?
Hay là mình sẽ làm một kiểu cái banner nhỉ? Cái poster, cái cover á, mình sẽ làm size cover ha, để lát nữa mình up lên trên cái cover của fanpage mình luôn. Là đây mình sẽ là 850 nhân cho 315, 850 nhân 315. Tuy nhiên để up lên cho nó đẹp á thì chúng ta sẽ resize nó lại, mình bấm Ctrl Alt Y Y ngắn á, và mình sẽ để cái size lớn, cái kích thước lớn là 2048 ở phía dưới này, kệ nó sẽ đi theo khi chúng ta tích ở đây ha, nó sẽ đi theo 2048 nhân 759 72 resolution. Ok rồi, nó sẽ đây là cái file cover của chúng ta. Mình sẽ lôi cái hình này qua. Ơi chưa hết, tạm thời chúng ta có cái hình người đây rồi ha, mình không phải quan tâm gì nữa, cứ để đó đừng tắt đi. Mình sẽ xử lý cái hình nền trước. Hình nền của chúng ta có thể thấy là hình đồi núi. Đồi núi ở đây chúng ta có cái tóc đồi núi đó, các bạn lôi này vào thôi, mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý, nên đừng quan tâm, đừng lo lắng cái chuyện là nó có đẹp hay không ha. Mình sẽ mở cái file này bằng Photoshop, lôi cái này vào, gọi Ctrl T Ctrl số 0 để cho nó tự zoom lại. Cái này có thể chọn cái khu vực kích thước sao cho nó hợp ý các bạn ha. Mình để cỡ này rồi, như là để đảo qua bên này tí đi, qua này chút rồi. Ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Ở đây mình sẽ bấm Ctrl Shift U ở trong cái layer này đó. Các bạn có thể thấy là khi bấm Ctrl Shift U á thì nó sẽ tự động nó chuyển về trắng đen. Sau khi chuyển về trắng đen xong rồi, chúng ta sẽ dùng cái curve, tạo một cái adjustment layer curve, chúng ta tăng lên chút xíu. Có lẽ là phần mình sẽ tạo thêm cái curve nữa. Ở cái curve này mình chỉ để ý bên này thôi, tại vì mình muốn cho nó bên này nó sáng hơn mà. Nó sáng hơn tại vì bên này đang là quá là đen và nó nổi. Ở đây thì mình sẽ chỉ vào cái vùng này thôi, thì mình sẽ sử dụng cái gradient màu trắng đen ha, màu trắng đen, và mình màu đen nó đang bên này thì mình sẽ bắt đầu bôi từ bên này sang. Đó. Đó. Đó, rồi ok. Thì đây có thể thấy là chúng ta xử lý xong cái nền ha. Cái nền thực ra là chưa xong, nhưng mà thực kệ nó, mình cứ tạm thời chúng ta có được cái nền như thế này. Thì chúng ta sẽ đưa cái hình người qua, hình người đây mình sẽ bấm chuột phải và chọn apply, apply layer mask, và mình đưa qua bên này thả ra. Nó khá lớn ha, để cho nó dễ bấm Ctrl T hoặc là các bạn vào edit này chọn free transform đó, thì phím tắt là Ctrl T. Chúng ta sử dụng cái phím tắt nhiều đi thì nó sẽ ổn, nó sẽ nhanh hơn. Cần bây giờ mình sẽ resize nó lại, để resize cho nó đẹp á thì mình sẽ giữ phím shift ha. Giữ phím shift và kéo thu nhỏ lại ở cái góc. Đó, kéo thu nhỏ lại cái góc sao cho nó hợp lý. Ở đây mình sẽ để cỡ này ha. Đấy chưa nhỉ? Ok rồi. Tự hỏi tự trả lời luôn. Các bạn mà thấy mình đang ngồi ngay phía trước màn hình như thế này nè, ngồi phía trước cái micro ạ, xong các bắt đầu nói chuyện một mình, các bạn sẽ cảm thấy rất là thằng này nó bị tự kỷ. Đại khái là trong đầu các bạn sẽ đặt lên câu hỏi đó đó. Ok đây mình có xong rồi, mình sẽ tạm thời mình tắt đi, tại vì mình có cái hình người rồi mà, hình này cũng xong rồi, mình cũng tắt đi luôn cho nó nhẹ. Có thể là mình sẽ ok rồi nhỉ. Rồi được rồi được rồi, đừng phát sinh thêm nữa mệt lắm. Quay lại với cái hình của sếp chúng ta nè. Đây là chúng ta có cái hình nền phía dưới, hình stock, brush ha. Bây giờ mình sẽ thêm cái color brush, color water, các bạn có thể thấy nè, nó giống như là hình cái màu nó bị loang ra, các bạn vẽ hình nó bị loang ra thì đó là chính là các bạn search là color brush ha. Color brush thì ở đây mình cũng có sẵn một số cái water color. Đây water color thì mình sẽ lấy một vài cái, đại khái mình sẽ sử dụng cái này chẳng hạn vậy, mình sẽ đưa vào đây. Đây mình cũng bấm chuột phải vào layer này và chọn là rasterize layer để chúng ta sử dụng nó như một cái brush bình thường. Ok, mình cũng Ctrl Shift U, Ctrl Shift U. Sau chúng ta chuyển cái này lại multiply, multiply các bạn thấy là chúng ta sẽ chuyển cái này nó thành màu đen ha. Muốn cho nó thành màu trắng, bấm Ctrl Y đảo màu lại và chúng ta chọn là screen. Đó, thì lại khá là chúng ta có cái cách chúng ta làm là như vậy. Ở cái lý do thì mình cũng có nói tới khá là nhiều trong những cái project trước này ha. Ra là nếu các bạn thắc mắc thì có thể coi lại, đặc biệt là trong những cái buổi livestream á, thì mình có hướng dẫn là ở tất cả những cái screen là cái gì, multiply là cái gì, search vô. Đại khái ở đây mình đang là một cái file nền đen ha, file nền đen và cái texture nó là texture trắng. Thành ra là khi mà mình để cái screen á thì toàn bộ màu đen nó sẽ bị biến mất và nó chỉ giữ lại cái màu trắng thôi. Đây, các bạn có thể thấy là chúng ta có tác dụng như thế này.
Khá là hay ha, khá là tiện nữa. Đây mình sẽ cần Ctrl J lên, ở đây thì mình lại đảo màu lại, Ctrl Y đảo màu lại và mình lại chuyển thành Multiply. Ở đây ta sẽ có cái brush màu đen đã. Mình để ra phía sau mẫu đi nhỉ. Enter cái để ra phía sau mẫu. Ở đây mình sẽ tạo cái layer mask cho nó và sử dụng cái brush. Đây, phóng to lên, bấm chuột phải, hardness mình để 0%. Opacity, ok được rồi. Mình sẽ chọn màu đen và bôi vào đây. Ơi, sao nó lại là cái này? Màu đen đâu? Đây, ok. Quên mất, phải tạo cái layer mask đấy ha. Và mình sẽ bôi. Click, 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 click thôi. Đó, được rồi, chúng ta có cái này. Bây giờ tạm thời là như thế. Tạm thời thôi nha, lát nữa còn thêm nữa. Thì đây có cái nền ở phía dưới đi. Mình sẽ thêm cái nền ở phía dưới này. Mình cũng sử dụng cái brush luôn. Đây thì mình sẽ sử dụng cái này. Kéo thả. Phóng to ra chút. Rồi. Mình sẽ đảo màu lại, Ctrl T luôn. Và mình bấm chuột phải chọn Flip Vertical, tức là lật nhưng mà theo chiều dọc. Đó. Thì đây mình cũng bấm chuột phải này, chọn là Rasterize Layer. Và cũng Ctrl Shift U. Ok ha. Và chúng ta sẽ đổi lại thành Screen. No, no, Multiply chứ. Rồi, Multiply. Đó, các bạn thấy nó gần gần giống như là của sếp rồi đấy. Thật là vi diệu. Bấm chuột phải, Ctrl T, bấm chuột phải và chọn Flip Horizontal để mình chuyển nó qua bên này. Thì mình giãn nó một chút xíu cũng được. Đây chúng ta không cần phải giữ được đúng ha. Rồi, ở đây chúng ta có cái hình như này rồi ha. Tiếp với cái màu da người, ở đây là mình đang chúng ta đang quá hồng hào so với lại cái nền. Đó, quá hồng hào. Thành ra là mình sẽ chỉnh lại ở đây một chút. Mình sẽ chọn là Hue Saturation và click vào phần này. Đây là cái Clipping Mask, Clipping Mask. Và chúng ta sẽ chọn cái color là mình sẽ giảm saturation đi một chút xíu. Đó, chất hẳn, đúng không? Đó, làm theo kiểu của sếp mà phải gọi là trust. Nó phải chứ không phải gọi là đẹp được nữa, mình phải gọi là trust. Không giấu gì các bạn, mình là một sky. Hơi đùa đấy. Không mà sky thật. Không phải là sky đâu, chỉ là hay thường nghe thôi. Rồi ok, thì đây mình sẽ giảm lại một chút xíu. Mình mới tăng giảm cái khoảng này ra. Thì nếu các bạn muốn hiểu thêm về cái cách thức hoạt động của Hue Saturation cũng như là cái cách mình mở rộng như thế này, thì các bạn coi cái tool mà tên cái tool đó là blend màu mùa thu, blend màu mùa thu hay blend màu mùa đông gì đó bằng Hue Saturation chỉ với một bước. Thì trong đó thì mình hướng dẫn kỹ, mình có giải thích rất là kỹ về cái này ha. Rồi ở đây mình xong, tạm thời như thế, có thể thấy là khá ổn rồi ha. Đấy, chắc hẳn đấy nha. Thì đây mình sẽ tạo thêm một cái layer mới, Ctrl Shift N thấp, Ctrl Shift N. Thì đây mình sẽ tạo cái brush. Cái brush này thì nó chính là cái brush mà mình muốn làm ra nó chấm 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 như thế này. Đó, các bạn có thể thấy nè. Đó, thì đây mình có một số cái brush cho các bạn chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Brush đây. Ta sẽ kéo hết cái thằng này và chúng ta thả vào trong cái Photoshop này ha. Cứ kéo, kéo vào trong, thả ra là xong. Good enough like. Mình nhầm, không phải kéo vào thả vào hình, mà kéo thả vào phía trên này này. Ok ha. Thì tự động nó sẽ nhập vào trong cái phần brush này của chúng ta cứ kéo xuống phần cuối cùng. Thì nó sẽ có một cái brush. Thì chúng ta một cái brush khói bụi như thế này ha. Click này. Đó, các bạn có thể thấy cái brush chúng ta đó. Mình sẽ phóng to lên chút. Mình sẽ để màu hơi xám xám nha. Hơi kệ chán ạ, mày cứ làm brush như thế này đã. Rồi một số cái brush khác, click đây. Ôi xấu xấu xấu. Ngay phía dưới, phía dưới đi, phía dưới mẫu, click cái. Rồi ok, ok, tạm tạm thế. Mình sẽ giảm opacity đi, giảm opacity đi. Đây cũng vậy, giảm opacity đi. Vào filter, blur, Gaussian blur và mình sẽ tăng lên cho nó nhòe 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 ra. Ok, tương tự với thằng này, mình cũng filter, blur, Gaussian blur và nhẹ thôi, vừa phải thôi, chứ đừng có quá. Ở đây phần phía dưới này có thể thấy nó lấn qua bên này nhiều quá, thành ra là mình cũng sử dụng một cái brush bình thường. Brush bình thường hardness 0% mình bôi bỏ bên này đi. Đây mình cũng giảm nhẹ opacity của cái phía sau này. Ôi, nhầm rồi. Đâu rồi? Đây 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 đây. Rồi, đây sử dụng cái brush luôn. Quay lại với cái brush hồi nãy, đâu rồi? Đây hả? Đây ha. Ok. Ctrl Shift N tạo thêm mới. Ở đây mình sẽ phóng to lên. Bôi nhẹ nhẹ ngay phía trước của người mẫu của chúng ta. Vài click thôi. Thôi vài thôi. Rồi được rồi. Đó, khá khá ổn rồi. Tiếp theo là một vài cái khói bụi ha. Khói bụi thì mình cũng có cái brush rồi đó. Khói này.
Đó thì các bạn vào chúng ta sẽ thấy thôi, chúng ta kéo thẻ vào đây rồi thì nó sẽ nằm trong này. Các bạn search tìm thôi ha, hoặc là các bạn thể lên Google search một cái khói, lên liền. Ở đây mình sẽ sử dụng khói màu trắng, click 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 rồi. Nó sẽ hơi nhẹ nhẹ nha, cho nên là các bạn để ý là thấy click nhẹ đây cái, nhẹ phía trên cái. Rồi. Rồi, xong. Đơn giản vậy thôi. Tiếp một số cái chấm phía trên này, các bạn thể thấy là một số chấm màu vàng vàng này. Chúng ta cũng làm được cái chấm màu vàng như vậy đó. Chúng ta cần Control Shift N. Rồi, ở đây chúng ta chọn cái brush màu gì đó đi, màu vàng đi. Chúng ta cứ chọn màu đỏ đỏ. Cái này là chúng ta chọn tạm thôi ha. Chúng ta chọn lại cái brush nó linh tinh như này. Đây này, cái này nè. Đó. Mình tìm cái nào cho nó nhỏ nhỏ thôi. Nếu các bạn muốn tìm cái brush riêng á thì các bạn có thể search cái này là cái gì rồi nhỉ? Dust, DUST á, search dust brush cái nó ra, nhiều lắm. Còn cái nền phía sau, nếu như các bạn muốn chọn cái nền khác á thì các bạn có thể search là cái gì rồi? Nó gọi là gì nhỉ? Chinese. Mình nhớ không nhỉ, là Chinese paint. Chinese paint gì đó, mình không nhớ nữa. Okay, được rồi. Thì mình đây là mình chọn cái color. Đây có thể, đây nếu các bạn không thấy, đó là những cái brush của chúng ta đó. Chọn cái màu vàng đi, chọn màu vàng. Rồi, outer grow. Outer grow đây mình sẽ chọn màu đỏ. Màu đỏ lên. Screen lên. Này hơi khó thấy nhỉ. Thôi kệ nè. Normal. Màu đỏ. Style. Ok, được rồi. Ok, ok. Mình có thể là mình sẽ tìm nhanh bằng cách là chúng ta sẽ chọn nó gọi là cái gì đây nhỉ? Fire dust. Đây, đó là khói bụi, đó là lửa, lửa. Thì đây mình search và mình sẽ cũng sẽ bỏ vào trong đây chọn cái này đi nhỉ. Mình sẽ bỏ vào trong cái folder của các bạn luôn, không cần phải tìm nữa, đỡ mất công, mình tìm luôn. Kích thước lớn. Chúng ta không thuộc về nhau. Ở đây mình sẽ search cái mình đang tìm một cái dust màu lửa, nhưng mà ở đây mình thấy cái này nó đẹp đẹp, hơi trồn về, cứ thêm vô cho nó đẹp chơi. Ok, mình lấy cái này đi. Cái nào đây, khó nhỉ. Cái này mình nhớ nhớ nó là cái Sprang thì phải, đúng không? Sprangs. Nếu các bạn sợ đó, trổ ra quá chừng luôn. Ở đây mình sợ những cái này nó có vẻ là nó chuẩn hơn so với cái Fidus hồi nãy. Ôi này tới 5.000 lận này. Tới tận 5.000. Ghép vô là xài rất là dễ. Mình bảo rồi, cái này, cái tút này sẽ là cái tút dài, thành ra là mình sẽ không cắt cái đoạn này đi đâu. Nếu các bạn muốn, các bạn có thể skip qua cũng được, không cần phải coi mình đi tìm. Hoặc là các bạn muốn coi thì cho nó đầy sao chép hình ảnh luôn. Mình sẽ paste vào đây, Control Shift N, paste đại cái, paste vào. Đó. Đẹp vãi. Mình sẽ chọn là Screen. Đó. Ngồi ha. Mình chọn này đi, mình sẽ flip Hurricane ở phía dưới thôi. Ê, có thêm cái này đẹp hết ha. Mình sẽ để qua bên này. Và mình sẽ giảm bớt ở cái phần mẫu đi. Mình sẽ chọn là opacity thấp thôi. Và mình sẽ bôi vào cái phần mẫu. Ôi, mình chọn lại cái brush bình thường. Bôi vào phần mẫu tí, click vài cái thôi. Click vài cái thôi, đấy, để không vướng vào mặt mẫu. Rồi, đẹp phết. Mình giỏi thật. Mình đùa thôi. Đây mình sẽ tìm một cái dust như lúc đầu chúng ta mục đích chúng ta tìm. Mình chọn cái này đi.
Hoặc là như thế này là mình thấy ổn rồi nhỉ? Và như thế này mình ổn rồi. Rồi vậy mình sẽ lưu cái này lại để cho các bạn ạ. Ôi chết chà. Chết rồi. Đấy, để đâu rồi? Đây 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 đây. Mình sẽ lưu cái này lại vào trong cái folder của chúng ta luôn ha, là Joy Style. Đây, paste đây các. Guys. À, coi như chúng ta xong cái phần đây ha, đây chúng ta tiếp tục tới phần chữ. Phần chữ thì chúng ta sử dụng cái phông một cái phông thư pháp nào đó. À, ở cái phông thư pháp trong bộ thư pháp thì đã có phông thư pháp âm đồ. À, đây mình có search cái thư pháp một cái ra liền. Đấy chưa? Thư pháp. Đây, thư pháp Thiên Ân. Đây mình search này cái, mình ghi là HP Photoshop. À, Photoshop. Rồi. Này, nếu chúng ta chọn, nếu chúng ta sử dụng Photoshop CC 2017 thì đây nó sẽ có một cái gọi là clip á, thì chúng ta có thể đổi cái loại chữ này. Còn bây giờ thì mình cũng chẳng biết nó là cái chữ nó có như cái dạng nào. Ok, được rồi, mình cứ chọn như thế này đi. Rồi, coi shape chúng ta sử dụng cái này, đây. Màu đỏ ha, màu đỏ và có gradient nữa thì đây mình cũng sẽ sử dụng màu đỏ, gradient tương tự. Shape làm gì? Em làm như vậy. Anh gọi em vậy thôi chứ thực ra thằng Tùng như nó bằng tuổi mình thì phải, 94. Rồi ok, được rồi, không cần quan tâm lắm. Chúng ta sẽ để như thế này. Mình sẽ click đôi vào cái chữ này ha, hoặc bấm chuột phải và chọn Blending Option. Blending Option này chúng ta sẽ chuyển qua cái phần Drop Shadow trước. Đây có thể thấy là một cái, đó, nó có cái bóng phía dưới này. Thì mình cũng Drop Shadow luôn. Size Spread thì mình sẽ cho hết cỡ, ôi no. Size, vừa thôi, đó, như thế này. Distance chúng ta cho vô và góc để bên này chẳng hạn thế. Distance có thể là mình để nó khoảng cách á, distance nghĩa là khoảng cách thì mình sẽ để là 3 chẳng hạn thế. Rồi chúng ta tiếp tục qua gradient. Gradient này chúng ta sẽ chọn là màu đỏ. Đây không có, mình chúng ta tự làm. Đây màu đỏ ha. Màu đỏ à, màu đỏ tươi nè, màu đỏ đậm là chẳng hạn thế. Đỏ đậm. Rồi đây lại một cái đỏ đậm. Đỏ đậm hơn chẳng hạn vậy. Đây lại một cái đỏ tươi. Đó. Này, tươi lên, rồi, tươi lên. Rồi, hơi đảo đảo đi chút. Rồi, xong. Đó. Nhanh không? Nó có này. Là chơi thực ra là cái phông của thằng Tùng như nó xài cái phông gì không biết nữa, nhưng mà có vẻ nó đẹp đẹp. Ở đây chúng ta thể chọn xong rồi chúng ta có thể đổi cái phông đi được ha. Thư pháp đây chúng ta cứ sở thư pháp một phát ra rất là nhiều. Đã đưa vào trong những cái này. Đây là mình không có cái nào đẹp hơn rồi. Vini thư pháp. Đây, các bạn có thể search những cái phông này sau ha. Đây mình cứ thư pháp Thiên Ân thôi. Nghiêng lại đi, để có đổi nữa. Rồi, thư pháp HP Photoshop. Tiếp tục, ở dưới mình sẽ www. HPPhotoshop.com .com á. York. Mình sử dụng cái phông của mình luôn. Rồi, để like đi. Chữ nhỏ thôi, vừa thôi, màu đen. Ơi sếp dùng cái phông gì nhỉ? Ơi cũng phông thư pháp luôn. Ơi nhưng mà thôi kệ, mình dùng cái này đi cho các bạn dễ đọc đúng không? Rồi, đại khái là mình sẽ để phía dưới này chẳng hạn vậy. Ơi, ở đâu đây? Đây. Rồi. Ơi no. Đây HP Photoshop, đây mình sẽ chỉnh cái style của nó lại là bold. Rồi. Ok chưa? Đó. Ê, hình như mình còn thiếu. Đúng rồi, cánh hoa hồng. cánh hoa hồng. Đây, mình có một số cái cánh hoa hồng ở trong này luôn. Các bạn vào cái hoa hồng. Đó, rải hết những cái này vô. Mình chọn một vài cái, mình thả vô. Ok, Enter. Sao cái này nó to dữ vậy? Rồi tất cả cái này, mình cũng rồi bấm chuột phải và chọn là Rasterize. Ra thu nhỏ nó lại cùng một lượt luôn đi. Cùng một lượt luôn. Rồi. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu rải cái bông hoa hồng này đi. Đưa vào đây chút. Đưa vào đây chút. Đây. Đưa Ctrl T này và chỉnh nó lại cho cái hướng này dạng như là bay á. Đây cho cái này nó nhỏ nhỏ lại chút và nó va vào chữ luôn đi. Đó, nhìn cho nó ảo. Rồi tiếp. Đưa bên này. Ai đâu rồi?
Chúng ta coi như thế. Tiếp tục chúng ta sẽ gom tất cả cái này lại thành một layer đi. Mình sẽ bấm chuột phải và chọn là Merge Layer. Sau đó chúng ta vào Filter này, Blur này, Motion Blur để chúng ta tạo một cái hiệu ứng nó chuyển động á, cánh hoa chuyển động mà nó sẽ có cái lướt 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 á. Thì mình cũng làm như vậy đó. Các bạn có thể thấy là đây chúng ta để mặc định là Blur bằng 6 này thì nó sẽ khá ổn. Ok. Rồi. Ok. Khá ổn nha. Rồi mình sẽ nhân đôi lên phát. Cái này mình cho nhỏ lại chút xíu. Và mình sẽ để nó ra phía sau chữ. Cho nó nhỏ lại và đây mình sẽ cho nó filter blur và mình sẽ chọn đây là Gaussian blur để cho nó mờ ra, giống như là ở phía xa xa, ở phía lớp phía xa xa đó. Có cái cũng có cánh hoa hồng bay, đại khái vậy. Đấy, sẽ chọn cái vị trí này cho nó đẹp đẹp chút. Rồi. Ok. Thì đó là cái cách chúng ta tạo ra một cái poster, một cái cover Facebook, một cái cover Facebook theo đúng cái phong cách lạc trôi. Tất nhiên đây nó không gần, không đúng 100%, không giống như sếp, nhưng mà không đẹp được như sếp, ok, không just được như sếp. Nhưng mà đây là một cái cách rất là tốt cho những cái bạn newbie chúng ta sử dụng, tập cái cách sử dụng ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn theo dõi tốt này. Đừng quên like, subscribe và comment ngay phía dưới cho mình biết, share cái này cho bạn bè các bạn biết ha. Và bye bye, mình sẽ gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye. Mình sẽ bấm nút dừng đâu nhỉ?